Chúng ta từng biết tới nhiều khả năng phi thường của động vật, ví dụ như là cá voi sử dụng sóng siêu âm để giao tiếp với nhau, và một số loài chim thì có thể định hướng nhờ từ trường của trái đất. Và các nhà khoa học phát hiện ra rằng một số loài chim có những cái tế bào đặc biệt trong mắt mà giúp chúng nhìn thấy được từ trường. Đấy là một điều mà chắc là rất nhiều người không thể ngờ. Và mới đây thì các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng cá mập cũng có khả năng sử dụng từ trường để di chuyển trong những chuyến đi xa. Tiêu đề. Sac Earth's magnetic field to travel. Cá mập sử dụng từ trường của trái đất để di chuyển. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cá mập sử dụng từ trường của trái đất như là một dạng định vị toàn cầu tự nhiên. GPS là chữ viết tắt của hệ thống định vị toàn cầu. This, trong trường hợp này chúng ta nên dịch là cái khả năng này, chứ không nên dịch chung chung là điều này hay là cái này. Khả năng này cho phép chúng bơi qua những cái khoảng cách lớn trong các cái đại dương, trong các đại dương của thế giới. In the world oceans. GPS hay còn gọi là hệ thống định vị toàn cầu là một dịch vụ của chính phủ Mỹ, hoặc là một dịch vụ do chính phủ Mỹ sở hữu, hoặc một dịch vụ thuộc sở hữu chính phủ Mỹ mà cung cấp cho người sử dụng vị trí của họ trên trái đất. Một thiết bị GPS, một thiết bị định vị toàn cầu có thể chỉ cho người sử dụng hướng từ một điểm bất kỳ tới một điểm khác trong thời gian thực. Các nhà khoa học đã thực hiện thử nghiệm với một loại cá mập nhỏ trong một phòng thí nghiệm dưới biển. Ở đây hàm ý là họ sẽ có thể họ sẽ quay một cái khu vực nhỏ ở dưới biển để thực hiện cái thử nghiệm này. Họ xác nhận giả thiết rằng cá mập sử dụng từ trường để định hướng trong các cuộc hành trình. To guide the travel. Guide chúng ta hay nghĩ hiểu rằng đó là hướng dẫn, dẫn dắt. Đúng không? Còn travel chúng ta hay hiểu là di chuyển, chuyến đi. Thì trong trường hợp này để cho nó thuần Việt, chúng ta cứ dịch là có thể dịch là định hướng trong các cái hành trình, trong các chuyến đi, trong các hành trình của chúng. Hành vi này cũng tồn tại trong các động vật biển khác. Mặc dù từ seen có là nhìn thấy, nhưng chúng ta không nên dịch là hành vi này cũng được nhìn thấy trong các động vật biển khác, nghe nó rất là khiên cưỡng. Chúng ta nên dịch là hành vi này cũng tồn tại trong các động vật biển khác. Nghiên cứu của họ được công bố tháng này trên tạp chí Current Biology, tức là sinh học đương đại. Brian Keller is one of the researchers. Brian Keller là một trong số những nhà nghiên cứu. Ông nói rằng nghiên cứu này giải thích cách thức mà cá mập có thể di chuyển trong biển và tìm đường trở lại để kiếm mồi và sinh sản. Produce offspring thì nghĩa đen của nó là sản xuất con cháu. Thì ở đây chúng ta dịch sinh sản thì nghe nó sẽ thuần Việt hơn.
Đúng không ạ? Kellen nói, chúng ta biết rằng cá mập có thể phản ứng với trường điện tử. Nhưng sao các nhà khoa học không biết rằng chúng sử dụng trường điện tử để định hướng? Ông nhấn mạnh rằng cá mập có thể di chuyển tới 20.000 km và cuối cùng sẽ quay trở lại đúng vị trí ban đầu. Ở đây cái chỗ you have xác này, you have nó chỉ là một câu giống như kiểu một cái từ đệm nên chúng ta cũng không cần phải dịch. Không phải dịch cái tiếng Việt. Các nhà nghiên cứu từng đặt câu hỏi về cái cách thức mà cá mập thực hiện những chuyến đi dài, những cái hành trình dài trong suốt nhiều năm. Thì để cho nó dễ hiểu, chúng ta có thể dịch là trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi về cách thức mà cá mập thực hiện những hành trình dài. Cá mập thực hiện các cuộc hành trình ở trong đại dương mở. Đại dương mở thì có thể hiểu là các cái đại dương mà nó không bị giới hạn bởi các cái rào cản vật lý. Đó là các đại dương nó thông với nhau. Nơi mà chúng có thể bơi qua rất ít những cái thực thể. Thực thể là những cái thứ mà có thật. Chẳng hạn như là các dạng san hô mà có thể đóng vai trò như là những cái chỉ dấu. Có nghĩa là gì ạ? Họ dùng từ few ở đây, hàm ý nhấn mạnh là rất ít. Thường thường trong các cái chuyến, trong các cuộc hành trình thì các con vật nó cần có những cái chỉ dấu. Ví dụ như các loài chim khi nó bay trên trời thì nó sẽ định hướng là bằng các quả núi. Nó nhìn các quả núi để nó định hướng là, hoặc là nhìn các dòng sông. Ví dụ thế, có thể là không không đúng như thế, nhưng mà núi sông trên mặt đất là những cái thứ mà có thể giúp cho động vật nó coi như là các chỉ dấu để nó nhớ được đường về. Giống như khi trong rừng chúng ta phải nhớ là chúng ta đi qua những gốc cây nào, hoặc là thì chúng ta có thể đánh dấu, buộc những dây màu đỏ hay màu vàng lên những cái cây để chúng ta nhớ đường về. Đấy là các cây đấy đóng vai trò là chỉ dấu. Dưới đại dương thì rất ít những cái thứ như thế. Dưới đại dương thì chỉ dấu chỉ có thể là các dạng san hô hoặc là các cái hòn đảo. Nhưng nói chung là trên trong môi trường đại dương thì các cái chỉ dấu như vậy rất là ít. Cho nên cá mập hoặc các loài cá sẽ gặp khó khăn nếu chúng thực hiện các chuyến hành trình mà lên tới hàng nghìn km. Đấy là điều mà các nhà khoa học thấy ngạc nhiên, bởi vì cá mập nó có thể bơi về chính xác vị trí ban đầu, trong khi chúng lại có rất ít các chỉ dấu trong đại dương. Để tìm câu trả lời, các nhà khoa học tại Đại học Florida, mặc dù đây có chữ state nhưng chúng ta không cần dịch, chúng ta chỉ cần dịch là Đại học Florida là đủ. Cái từ base này có nghĩa là gì? Các nhà khoa học này đang làm việc, đang giảng dạy, đang làm việc, đang nghiên cứu tại Đại học Florida đã quyết định thực hiện một cái nghiên cứu đối với một loài cá mập tên là cá nhám búa. Cá nhám búa này thì là một loài cá mập mà không tấn công con người, mặc dù cũng là trong nhóm cá mập nhưng chúng không tấn công người. Cho nên chúng rất an toàn để nghiên cứu. Và thực ra chúng có tấn công người chăng nữa thì người ta vẫn nghiên cứu được. Những con cá nhám búa mà họ nghiên cứu thì sống ở cả hai bờ biển của nước Mỹ. Tức là hai bờ duyên hải của nước Mỹ. Mặc dù đây là live on, nhưng ta có thể hiểu là đây là chúng sống gần, đúng không ạ? Chúng sống xung quanh hai cái bờ duyên hải của nước Mỹ và trở về các vùng nước ban đầu hàng năm. Các nghiên cứu đã tạo ra các cái điều kiện từ trường để khiến cho 20 con cá nhám búa nghĩ rằng chúng đã ở
hàng trăm km so với nơi mà chúng được nhìn thấy ở vùng biển Florida. Các nhà khoa học nhận thấy rằng những con cá mập bắt đầu bơi về phía bắc. Đó là vì các điều kiện từ trường đã khiến cho chúng nghĩ rằng chúng đã di chuyển về phía nam so với vị trí hiện tại của chúng. Cái câu này là hơi trúc trắc, hơi 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 phức tạp một chút. Cái cụm này nếu mà dịch một cách thô thiển thì dịch là thêm nhiều nghiên cứu là cần thiết. Nghe rất trúc trắc đúng không ạ? Chúng ta có thể dịch là các nhà khoa học vẫn cần phải thực hiện thêm các nghiên cứu để tìm hiểu cách thức cá mập sử dụng từ trường để biết vị trí của chúng. Sử dụng từ trường để di chuyển, để định hướng thì ok. Nhưng mà sử dụng từ trường để biết chính xác vị trí của chúng đang ở đâu thì đấy cũng là một vấn đề khó. Ngoài ra, họ cũng cần tiến hành thêm các nghiên cứu để tìm xem, để hiểu xem là những cái loài cá mập mà di chuyển với cái khoảng cách lớn hơn và chúng có kích thước to hơn so với loài cá nhám búa thì có sử dụng cái hệ thống tương tự để tìm đường hay không? Có nghĩa là cũng sử dụng cái từ trường của trái đất để tìm đường hay không? Nếu những con cá mập mà nhạy cảm đối với từ trường, liệu chúng có sử dụng cái sự nhạy cảm đó để di chuyển trong đại dương hay không và bằng cách nào? Keller nói rằng các nhà nghiên cứu đang đạt được một số tiến triển trong việc trả lời câu hỏi này. Keller nói rằng nghiên cứu này có thể giúp cung cấp thông tin cho việc bảo vệ một số loài cá mập nhất định. Một nghiên cứu trong năm nay phát hiện ra rằng số lượng cá mập đã giảm hơn 70% trong khoảng thời gian từ năm 1970 tới năm 2018. Các nhà nghiên cứu nói rằng giống như cá nhám búa, các loài cá mập khác cũng có thể, rất có thể những loài cá mập khác cũng sử dụng từ trường của trái đất. Chúng bao gồm cả những loài cá mập lớn mà thực hiện các chuyến đi xuyên đại tây dương. Keller nhận định rằng những loài cá mập mà họ nghiên cứu là cá nhám búa đấy đã phát triển cái khả năng cảm nhận này, và các loài cá mập di cư khác thì không phát triển được. Nhưng ở đây là có từ unlikely, thế thì chúng ta sẽ dịch là Keller nhận định rằng việc loài cá nhám búa có khả năng này, còn những loài cá mập di cư khác không có khả năng này là điều không thể. Có nghĩa là khả năng cao là nếu mà cá nhám búa có khả năng này thì các loài cá mập di cư khác cũng có khả năng tương tự. Đúng không ạ?